đúng không? Ừ, đúng. Thì vậy đó, bà học tập, tôi phong trào. Em đi nhẹ nhàng trong khu vườn hồng, nhà từng cây mai vàng. Ôi xuân về rồi, trao em nụ cười, ngàn lời ca kết thành mưa xuân. Xong rồi. Thank you.
thường niên cho các em với mong muốn là cho các em có một cơ và nhân dịp năm mới sắp về, tôi xin kính chúc nhiều sức khỏe mong lớn. Cùng trò chơi số 4, cùng tiếp theo cùng 7 8 ba. Sao yếu siêu vậy? Bây giờ mình sẽ thi trước những bài liên hỗn ha. Bây giờ các bạn sẽ cùng đến với cô em cảm thấy là chưa đẹp lắm, chưa đẹp vừa vừa, có giờ đẹp vừa vừa chưa. My friend. Hey, it's not raining. Mắt nhìn về cái lá cờ, được chưa nào? Nhớ chưa?
đậm luôn. Chưa chế nhất. Mình bò ở dưới á, mình thắp lên. Tiếp tục nữa là vào vào thân nhân nào. Nhóm thứ 6 hết chưa? Ở nhóm tùy sinh của bạn ấy chậm. Rồi, nhóm thứ 3. Bạn nào thứ 3 thì phải dạy hơn. They're all having so much fun. Rồi các bạn con mưa thấp bảy sáu non say muôn ấm em đi gấp xuống. Góp một bàn tay dừng xây mái ấm em, góp một cánh em một hiên tha đi gấp độ lượng góp lắng nghe mình còn yêu con mong sống người thì bước xây mái nhé. Oh my god, Thai. I'm Thai. I bet you are. Yes. Come. Nhanh lên, nhanh lên. Thôi, về chỗ, về chỗ. Thôi, về chỗ, về chỗ. Một bếp hồng thì có chung mái nhà. Nhà mình vui tươi như xây mái ấm nhé. Góp một cánh em với đứa xuân xa. Muốn lãng mạn thì góp mộng góp mơ. Một tình nữ thì gặp nhau nhung vỗ về. Mình còn yêu còn mong mơ lạ. Đừng để quen thuộc đêm nhạc trăng hứng lơ. Wow. Wow. Say hello. Xin mời các nhóm. Hello. Xin mời các nhóm. Hey, hello Jim. Lại các chị hello, các Jim. Nhóm tới bài bài tổ chức để nhận tấm bài clock chạy ngồi để trước khi liên hoan. Không có tấm này thì không có ngồi liên hoan được đâu. Jim ơi, đục lỗ dần lên. Kiểm tra phần thi sáng hôm nay. Hãy gom gương mặt biểu cảm của đội mình, của nhóm mình. Con đâu? Do you like candy? Yes. It's a fish. I like fish. Yes. Để vơi vãi em đi quanh các khu vực tập trung về sinh hoạt sinh sống. They have one of these events every year about this time, just before Tet, and everyone's so so happy and jolly and having a wonderful time, and so talented. I just really enjoyed myself. The kids here, the students, the children, are so innocent and so willing to talk and get to know me,
and just enjoying themselves with all of the games and all of the teachers doing so much hard work at this wonderful school, the Children's House. I really love it here. I had a wonderful time today, and I look forward to teaching these beautiful students English. I love it. I really do.